chào tất cả mọi người nhá. Đây, qua mình hôm nay mình đã rửa sạch sẽ rồi, ngâm trong một ngày rồi. Rồi hôm nay mình chế biến món ốc xào xả ớt. Đây, gia vị của nó mình có mừng xả này, mừng muối mình chính và cà chua nhé. Sa tế. Sa tế nhá. Rồi, để xem nó lên nồi. Hai là hai mẻ sẽ lấy một mẻ sao? Ừ, cho một mẻ. Ừ. To lên. Đúng rồi, tăng loa lên. Tăng lửa lên một tí. Bằng loa. Thì nó đun lên một tí thì bọn mình xem cho gia vị vào. Yên to y thế này. Đây. Chuẩn bị làm gia vị món ốc xào nhé mọi người. Đang nấu cà chua. Tí nữa ốc chín thì bọn mình mới trộn gia vị vào nhá mọi người. Nấu gia vị riêng tại vì ốc nhiều ốc quá. Hôm nay sẽ làm nồi ốc siêu to khổng lồ luôn. Hẳn một nồi to. Hôm nay có đầu bếp chị Hoa thì khỏi phải nghĩ rồi. Hôm nay chị Hoa là đầu bếp chính ở nhà hàng. Đúng rồi này. Cô này tí răng. Tí ra rán giòn. Tí rán giòn. Sắp xong món nước chấm rồi. Ngon. Vẫn chưa cay à? Đầu bếp chính hiệu của gia đình Abu. Đây, chồng mình đang thái dìa mọi người. Món ốc thì không thể thiếu dìa được mọi người nhé. Phải có dìa mới thơm. Đây, còn pha, cần pha nước chấm không? Có. Sắp được rồi. Cho gia vị vào, cho nó hòa quyện vào nhau nhé mọi người. Đây. Thơm quá. Thơm nhỉ? Thơm thật đấy. Đúng là nồi ốc siêu to khổng lồ ấy. Quá tuyệt vời luôn. Cho nó ngấm
đúng gia vị. Đây, một ít cua nhé mọi người. Và mình sẽ rán giòn lên để ăn thôi. Rán cho thật giòn. Ngọt hay nhạt? Ngọt chứ. Tuyệt vời. Ngọt như nước ốc à? Ngọt như nước ốc. Ngọt như nước ốc. Ngon đấy, nó chuẩn rồi đấy. Để đẩy vào đi. Này, tất nhiên mình làm ốc bán nhỉ? Là ốc bán được đấy. Bú xe đáy, chị Hoa. Ngon đấy. Đây mọi người, hôm nay trời nóng quá nên là gia đình quyết định xuống dưới kè Lam Sơn ăn. Đây cả gia đình mình đây. Đây, đĩa ốc siêu to khổng lồ của bọn mình hôm nay đây. Quá to luôn. Ăn hết không mọi người? Nào. Đồ đi. Khách số mở học quẻ đu cho mà ăn mở Bỏ đây hủ ấy không ăn à? Bỏ đây. Bố ơi. Hả? Ăn đây mới hả nhá. Lũ lì. Bỏ lũ mà ăn. Bắt
Xem anh Khánh thưởng thức xem nào ngon không? Sơ vào một đi cứ đòi. Đang hiểu đây. Đấy, chuẩn luôn. Anh có bắt kính cái đi. Thực phát biểu cảm giác ăn như thế nào? Đấy, cho bà Phú nói. Có bài nữa, chủ có bài nữa. Đây, đây. Đầu bếp làm tí nữa phải cảm ơn đầu bếp nhá. Tay bia đâu? Tay bia nào? Tay bia bia con á. Đây đầu bếp của bọn mình hôm nay đây. Đây cho vào giữa này nước chấm nè, đấy ăn mới ngon. Đấy. Chào 500 anh em nói xem nhá. 1.000 anh em thôi. 500 thì ít quá. Người ăn là phải suy nghĩ. Ngon lắm. À, từ từ đó mẹ xem. Người chén. Nào, nó khởi đi, tắt cơn đi. Hàm đâu? Hàm. Ăn rồi phải hàm chứ. Quá, hàm chén rượu đỡ cay nha. Hàm rượu đỡ đi cuống. Cái này nè, mẹ đi. Ngay nè. Ngọt quá. Ngọt thế. Nào. Ê, sao mấy? Ngọt quá. Mát quá đuôi. Hôm nay ngon đấy. Ôi ôi, khi sao có điện thoại lên à? Sao để ý bên này? Mình đóng vỏ vỏ ốp quả đây, ra đầu bếp. Đầu bếp anh ngon nhỉ. Ok tôi chạm đầu bếp một chén nào. Chị ơi, chị ơi, chị em mình một chén không rượu ra rượu về đi nhá. Nấu ăn ngon quá, còn nhiều mồi lắm nhá. Hà nữa. Để ra 4 cân 7 đấy, gần 5 cân. Đây bia còn đấy. Còn còn chưa được 2 cân nữa. Bia để hàn thế đâu thôi. Nước cuốn hậu quả chứ. Ó xí cân chết. Tay tay phải đâu. Ăn uống nó say rồi mọi người ạ. Thôi bây giờ thì mình cũng xin phép được kết thúc video tại đây nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Nó say rồi.